Các bạn truyền hình khán giả thân mến, mở đầu tập 3 của bộ phim là cảnh vùng quê làng yên bình dị, nhưng đến hôm nay đã bắt đầu dậy sóng. Trên đường đi mua giấy vệ sinh về, Tuất bắt gặp chị Mận đi chợ về. Sau một ngày bán hàng ế ẩm, cuối cùng chị Mận cũng bán được cho Tuất một ít cam. Tuất chỉ chọn những quả cam xanh để mua, vì trong lòng anh nghĩ mua những quả cam xanh để được cho lâu, lỡ dịch bệnh Covid về làng còn cam để mà ăn. Anh chàng công tử ngây ngô ngày nào giờ cũng đã bắt đầu khôn hơn một ít. Khi chị Mận hỏi em mua nhiều giấy vệ sinh để làm gì, thì Tuất cười và bảo là em học theo mấy chàng Tây trên mạng đó mà. Còn đối với Mận, cô gái này vẫn ung dung và nghĩ rằng dịch bệnh Covid sẽ không về với làng quê này đâu. Trong khi đó, loa phát thanh của làng thì liên tục phát đi những thông điệp cách phòng tránh dịch bệnh. Quay trở lại với bối cảnh trên thành phố, trên đường về nhà, đi qua phòng khám phụ sản, ánh dương vô tình gặp anh rể Quốc đang đi cùng một cô gái từ phòng khám ra ô tô. Vì mải mê chú ý nên anh Dương đã va chạm giao thông với một nam thanh niên. Sau khi giằng co một hồi, cuối cùng anh Dương đồng ý bồi thường 500.000 đồng. Nhưng với mưu mẹo của mình, nam thanh niên đã lên xe chạy mất dép chỉ vì mấy tiếng giả vờ ho của anh Dương. Anh Dương về nhà mà trong lòng vẫn đầy nghi ngờ và tức giận sau chuyện gặp anh Quốc đi từ phòng khám ra. Gặp chị Huệ sang chơi, anh Dương liền đem chuyện mách cho chị Huệ. Ban đầu Huệ không tin, nhưng khi anh Dương nói là anh Quốc đi từ phòng khám thai sản ra cùng với một người phụ nữ, thì lúc này Huệ có vẻ nghi ngờ. Nhưng toàn bộ nghi ngờ đã được dập tắt ngay khi Quốc gọi video cho Huệ và đưa cho một đồng nghiệp nữ nói chuyện với Huệ là món ăn của chị làm rất ngon. Có vẻ như lúc ngồi trên ô tô, Quốc đã nhìn thấy anh Dương. Ở một bối cảnh khác của phim, Thư đến cửa hàng cô Xuyến để mua một ít hoa quả. Cả hai đã chọc ghẹo nhau một hồi. Thư còn hỏi cô Xuyến vì sao lại lấy hai thùng mì, hai bao gạo hôm bố Sơn mua về, sau đó bán giá gấp đôi, gấp ba. Thư đòi cô Xuyến tiền hôm nay cô Xuyến trừ vào chỗ hoa quả này. Cô Xuyến không chịu nên Thư không mua nữa, bỏ về. Khi ra về, Thư còn giả vờ ho mấy tiếng trước mặt cô Xuyến, làm cô Xuyến sợ hết hồn vì nghi ngờ bị Covid. Là một người hay livestream trên mạng xã hội với rất nhiều tin chưa được kiểm chứng, ngay lập tức cô Xuyến đăng tải lên trang cá nhân của mình rằng Thư bị Covid, ho ngất xỉu ở cửa hàng của cô Xuyến. Sự việc đã đi quá giới hạn khiến mọi người ai nấy gặp Thư sau đó đều phải tránh mặt và xa lánh. Đến cả bố Sơn và Dương cũng không tin nổi. Hai người nói chuyện với nhau và bố Sơn đòi đi gặp Thư. Trước khi ra đi, bố Sơn còn bảo với anh Dương: con ở nhà, bố đi gặp chị, lỡ bố cũng bị đưa đi cách ly thì con đừng có ra khỏi nhà. Nếu muốn ăn gì thì hãy gọi điện cho cô Xuyến mang đến. Ở bối cảnh sau đó, Thư về nhà. Vừa bước vào cổng, ngay lập tức Thư bị bố Sơn và anh Dương ngăn lại. Hai người trong bộ trang phục bảo hộ cùng với bình xịt trên tay, bố Sơn đã ngăn Thư lại và không cho Thư vào. Bố Sơn còn bảo Thư sao lại trốn cách ly, những ngày vừa rồi con đi những đâu, còn bảo thêm con là người ích kỷ. Đến lúc này Thư mới biết được sự thật là do cô Xuyến. Thư đã rất tức giận, lột khẩu trang đầy mạnh thả vào người bố Sơn, sau đó vội vàng đi tìm cô Xuyến tính sổ.
Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã đón xem video của tin tức 24 giờ TV. Chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý về chất lượng hình ảnh, chất lượng nội dung ở bên dưới mô tả. Nếu thích, hãy tặng cho chúng tôi một like và một đăng ký kênh. Ban biên tập tin tức 24 giờ TV cảm ơn và cố gắng thực hiện tốt hơn các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.